Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Nhật Bản đã diễn ra tại Tokyo, một sự kiện đặc biệt nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 40 năm quan hệ đối tác ASEAN-Nhật Bản. Tại đây, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cam kết cung cấp cho Đông Nam Á các khoản viện trợ và cho vay trị giá 2.000 tỷ yên, tức là gần 20 tỷ đô la Mỹ. Nhà lãnh đạo Nhật Bản cho biết, cùng với ASEAN, ông muốn xây dựng một tương lai pháp trị và thịnh vượng cho châu Á. Tuyên bố này đánh dấu một năm đầy nỗ lực của Thủ tướng Abe, người đã tới thăm toàn bộ 10 nước ASEAN kể từ khi lên nắm quyền hồi năm ngoái. Trước và sau hội nghị cấp cao với các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Thủ tướng Nhật Bản đã có những cái bắt tay thật chặt. Trả lời phóng viên các nước ASEAN ngày 12 tháng 12, Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định ASEAN là đối tác đặc biệt quan trọng của Nhật Bản và đóng vai trò trung tâm trong đường lối đối ngoại của nước này. Điều này thể hiện rõ nét qua 5 chuyến công du Đông Nam Á của ông Abe, thăm chính thức toàn bộ 10 nước thành viên ASEAN chỉ trong vòng một năm vừa qua sau khi ông lên nắm quyền. Thủ tướng Abe nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và ASEAN liên tục phát triển từ quá khứ cho tới tương lai và không chỉ dừng lại ở lợi ích song phương mà ngày càng chín muồi, đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng của khu vực và thế giới. ASEAN đóng vai trò đầu tàu của kinh tế thế giới và là đối tác không thể thiếu đối với sự hồi phục của kinh tế Nhật Bản. Qua hội nghị lần này, nhà lãnh đạo Nhật Bản muốn thúc đẩy quan hệ ngày càng phát triển trong tương lai. Khoản viện trợ và cho vay trị giá gần 20 tỷ đô la Mỹ cho 10 nước ASEAN trong vòng 5 năm chính là một phần trong mối quan hệ sâu rộng giữa hai bên. Tôi muốn viết nên một chương mới trong quan hệ giữa ASEAN và Nhật Bản, tăng cường quan hệ của chúng tôi còn hơn cả những gì đang có. Tại hội nghị này, với các nhà lãnh đạo ASEAN, tôi mong muốn có một cuộc thảo luận thẳng thắn về tương lai của Nhật Bản, ASEAN và toàn khu vực. Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng nhận được sự tiếp đón nồng hậu của Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko tại Cung điện Hoàng gia vào ngày hôm qua. Trước thềm hội nghị, ngày 13 tháng 12, Thủ tướng Abe đã có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Philippines Benigno Aquino III, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Cùng ngày, Tokyo thông báo quyết định mở rộng và tái ký các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với ba đối tác trên. Các chuyên gia đánh giá đây là một phần nỗ lực của Nhật Bản nhằm tăng cường hợp tác về thương mại, tài chính, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư vào ASEAN trong bối cảnh môi trường kinh doanh ở Trung Quốc không còn thuận lợi do căng thẳng giữa hai nước. Tại hội nghị diễn ra ngày hôm nay, ông Abe cũng kêu gọi các nước ASEAN cần tăng cường các mối quan hệ để củng cố và cải thiện an ninh khu vực. Đây là những động thái mới nhất cho chiến dịch nhằm tranh thủ sự ủng hộ của dư luận quốc tế và khu vực cho cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Ngoài ra, trong cuộc họp báo chung hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Philippines tuyên bố hai nước tái khẳng định các tranh chấp trong khu vực cần được giải quyết một cách hòa bình, cũng như phải đảm bảo tự do lưu thông trong vùng không phận quốc tế. Chúng tôi đã nhắc lại cam kết của chúng tôi nhằm duy trì pháp trị, thúc đẩy việc giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình và đảm bảo quyền tự do của các chuyến bay trong không phận quốc tế. Tổng thống Indonesia Yudhoyono cũng hoan nghênh nỗ lực của Nhật Bản nhằm tăng cường hợp tác an ninh với ASEAN. Chúng tôi ủng hộ vai trò rộng lớn hơn và mạnh mẽ hơn của Nhật Bản trong việc duy trì hòa bình và an ninh ở châu Á. Tuy nhiên, Tổng thống Indonesia cũng bày tỏ hy vọng Nhật Bản có thể hàn gắn quan hệ với Trung Quốc, mà theo ông là rất hệ trọng đối với tương lai khu vực. Nuôi dưỡng các mối quan hệ gần gũi với Đông Nam Á, khu vực giàu tài nguyên với hơn 600 triệu dân là một trong những chính sách đối ngoại ưu tiên hàng đầu của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kể từ khi ông nhậm chức trở lại gần một năm trước. Trong thời gian ngắn ấy, ông đã đến thăm tất cả 10 nước ASEAN ít nhất một lần. Trước đó, khi ông Abe trở thành thủ tướng trẻ tuổi nhất lên nắm quyền tại Nhật Bản vào năm 2006, ông đã có nhiều sáng kiến mà tiêu biểu là chương trình trao đổi sinh viên và thanh niên Nhật Bản Đông Á Genesis nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Nhật Bản và các nước thành viên ASEAN. Có thể nói trong 40 năm qua, quan hệ giữa hai bên đã từng bước được củng cố và có những bước phát triển vượt bậc dưới nhiệm kỳ của Thủ tướng Abe, hứa hẹn một tương lai ngày càng rực rỡ. Viên gạch đầu tiên đặt nền tảng cho quan hệ đối tác hợp tác ASEAN-Nhật Bản là việc thành lập diễn đàn ASEAN-Nhật Bản về cao su vào năm 1973. Trải qua 5 tháng, hai bên đã thắt chặt quan hệ với tổng kim ngạch thương mại song phương lên tới 248 tỷ đô la Mỹ vào năm 2011. Hiện có khoảng 7.000 doanh nghiệp Nhật đang hoạt động tại các nước ASEAN. Theo kết quả khảo sát tại các doanh nghiệp Nhật,
Trong danh sách 20 địa chỉ ưu tiên hàng đầu sẽ là quan hệ đầu tư trong vài năm tới, có đến 8 nước thành viên ASEAN. Nhật Bản cũng là một trong những nước đầu tư và viện trợ nhiều nhất cho ASEAN. Ngoài kinh tế, thành công lớn nhất của 40 năm quan hệ là tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau thông qua ngoại giao nhân dân, đặc biệt là giới trẻ. Mỗi năm có hơn 13.000 sinh viên ASEAN sang Nhật du học. Năm 2007, theo sáng kiến của Thủ tướng Abe, chương trình trao đổi thanh niên sinh viên, gọi tắt là Genesis, được phát động, thu hút trên 14.000 thanh niên Nhật Bản và ASEAN qua lại thăm viếng lẫn nhau. Gần đây, ngay từ đầu nhiệm kỳ lần thứ hai, Thủ tướng Abe vừa tuyên bố sẽ tiếp tục phát động Genesis 2.0 nhằm thu hút trên 30.000 thanh niên ASEAN và các nước châu Á khác đến thăm đất nước mặt trời mọc. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản, trong suốt năm 2013, hàng loạt hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật thương mại đã được tổ chức ở cả hai chiều, càng giúp mối quan hệ này thêm bền chặt. Mối quan hệ xấu đi giữa Nhật Bản và Trung Quốc do tranh chấp lãnh thổ và vai trò ngày càng tăng của các nước Đông Nam Á được cho là những nguyên nhân cơ bản thúc đẩy Nhật Bản ngày càng thắt chặt quan hệ với ASEAN. Sau 40 năm phát triển, mối quan hệ này đang tiến theo chiều hướng đối tác chiến lược dựa trên những quyền lợi chiến lược chung và vì những mục tiêu chung. Khi mà các tuyến hàng hải nối liền Nhật Bản với thế giới bên ngoài đều đi ngang qua khu vực, thì sự ổn định của ASEAN rõ ràng là điều kiện cần thiết phục vụ cho hòa bình và phát triển của Nhật Bản. Hơn thế nữa, đúng như lời Thủ tướng Shinzo Abe, sự phối hợp hành động chặt chẽ ASEAN-Nhật Bản sẽ góp phần rất lớn vào việc kiến thiết một châu Á-Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng. Thưa quý vị, từ năm 1991, căn bệnh cổ xưa của nhân loại, dịch hạch, đã không còn hiện diện trong các bệnh viện lớn và sinh viên y khoa chỉ còn biết qua giáo trình sách vở. Tuy nhiên, dư luận thế giới đã bị sốc hôm 12 tháng 12 khi giới chức y tế quốc đảo Madagascar xác nhận sự bùng phát của bệnh dịch hạch tại một ngôi làng gần thị trấn phía tây bắc của huyện vùng sâu Mandritasa và sau đó ổ dịch đã lan rộng trên toàn quốc đảo khiến 39 người thiệt mạng. Một lần nữa, cộng đồng quốc tế đã dấy lên làn sóng lo ngại sau hàng thập kỷ tưởng rằng dịch hạch đã đi vào dĩ vãng. Giới chức Madagascar cho biết 90% bệnh nhân mắc bệnh dịch hạch thể phổi, thể hiếm gặp hơn dịch hạch thể hạch, khiến người bệnh tử vong trong vòng 3 ngày dù được điều trị tích cực bằng kháng sinh. Chính phủ nước này ngay lập tức đã khuyến cáo công dân nếu có các triệu chứng như sốt, nhức đầu, ho và nổi hạch, phải nhanh đến các cơ sở y tế để có biện pháp điều trị kịp thời. Kháng sinh điều trị được cấp miễn phí. Bộ Y tế cho biết dịch hạch đã lan ra 5 quận trên toàn quốc với 86 người mắc bệnh, 39 người tử vong. Đầu tháng 11 đã có trường hợp tử vong vì dịch hạch ở huyện vùng sâu Mandritsara. Nhưng đến ngày 23 tháng 11, chính phủ mới chính thức công bố ca bệnh đầu tiên. Hội chữ thập đỏ quốc tế ICRC mới đây đã từng cảnh báo rằng các tù nhân ở huyện Mandritsara có nguy cơ cao bị dịch hạch do họ phải sinh hoạt trong điều kiện mất vệ sinh và có nhiều chuột bọ. Các tù nhân phải tự mình diệt chuột. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để hướng dẫn và đào tạo họ giữ gìn vệ sinh. Có như vậy trong thời gian dài, họ có thể tiếp tục công việc này mà không cần đến sự giúp đỡ của chúng tôi. Hiện ICRC và chính quyền Madagascar đang tích cực tiêu diệt chuột, đặc biệt trong các nhà tù, để tránh nguy cơ bệnh dịch lan rộng. Chuột xuất hiện ở khắp nơi trong nhà tù này, thậm chí khi chúng tôi đang ăn, chúng nhởn nhơ chạy trước mặt chúng tôi. Đêm đến khó mà có thể ngủ được với chúng, chúng sục sạo gây tiếng động để tìm kiếm thức ăn. Theo các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, dịch hạch thể phổi là thể rất nguy hiểm khi vi khuẩn Yersinia pestis xâm nhập qua đường hô hấp và cư trú tại phổi. Vi khuẩn truyền từ người sang người qua lúc bọt trong lúc hắt hơi, tỷ lệ tử vong gần như 100% dù được điều trị bằng kháng sinh liều cao. Nếu bệnh dịch đã lên lỏi trong các nhà tù, thì rất có thể nó sẽ lan nhanh ra toàn bộ thị trấn. Bức tường nhà tù không bao giờ đủ ngăn cản dịch bệnh lan ra ngoài. Năm ngoái, tại Madagascar đã xảy ra 256 ca dịch hạch, làm 60 trường hợp tử vong. Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh, có tới 95% các ca dịch hạch xảy ra tại Madagascar và châu Phi cận Sahara trong những năm gần đây. Theo một quan chức thuộc Cục Lâm nghiệp Madagascar giải thích, nguyên nhân do năm nay các đợt cháy rừng tăng đột biến khiến chuột mất môi trường sống, phải tìm đến các khu dân cư trú ngụ, mang theo loại bọ chét nhiễm vi khuẩn dịch hạch truyền bệnh cho người.
bóng ma đại dịch tử thần đen hay cái chết đen, Black Death, là những cụm từ dùng để nói về đại dịch hạch xuất hiện từ năm 1347 đến năm 1351 ở châu Âu. Sở dĩ có tên như vậy là do khi bị nhiễm, người bệnh nổi lên những đốm đen dưới da. Thủ phạm chính là chuột, với xuất phát điểm từ một tàu buôn ở trên biển đen lan truyền sang cho người dân ở thành phố Messina, Italia, tạo ra tới 4 loại dịch bệnh trong cùng một đại dịch là sốt, thương hàn, nhiễm trùng máu và viêm phổi. Theo các nhà khoa học, khuẩn gây bệnh dịch hạch thay đổi rất ít trong vòng 600 năm trở lại đây. Theo số liệu lưu trữ thì Black Death làm cho trên 50 triệu người bị thiệt mạng, trong đó châu Âu 25 triệu, chiếm 1/4 dân số châu Âu thế kỷ thứ 14, và 12 triệu người châu Á. Cuối tháng 12 năm 2011 vừa qua, bằng việc nghiên cứu ADN của khuẩn từ các bộ xương của những người bị chết trong đại dịch nói trên ở Vecchia Lagoon của Italia, nhóm chuyên gia của Trường Đại học Ontario của Canada và Tübingen của Đức đã giải mã thành công hệ gen của khuẩn Yersinia pestis mà người ta tình nghi là thủ phạm chính gây ra đại dịch Black Death. Sau khi nghiên cứu khuẩn Yersinia pestis, lấy từ 46 mẫu răng và 53 mẫu xương trong hầm mộ được chôn từ thế kỷ thứ 14 cho thấy, khuẩn Yersinia pestis có nguồn gốc từ thời Trung Cổ và cho đến nay thay đổi rất nhỏ. Từ lâu, khoa học đã nghiên cứu và phát hiện thấy bệnh dịch thường có nguồn gốc từ đất, sau đó lây lan sang người và động vật. Nói cụ thể hơn, nó tiến hóa từ loài khuẩn chuyên sống trong đất. Khuẩn gây dịch hạch Black Death có một bản thể ADN giúp nó lan truyền sang người một cách dễ dàng, mà bệnh lan truyền từ bọ chét sống trên chuột và nhờ phương tiện tàu bè, nó quá giang từ vùng này sang vùng kia. Những năm 40 của thế kỷ thứ 14, mầm bệnh đã lan truyền sang các nước châu Âu, rồi sang châu Á chỉ trong vòng vài năm, làm cho trên 50 triệu người bị thiệt mạng. Khuẩn Yersinia pestis gây nhiễm trùng các hạch bạch huyết hoặc gây nguy hiểm hơn là gây bệnh ở phổi, hay còn gọi là nhiễm trùng phổi thứ cấp. Năm 2004, bằng việc nghiên cứu côn trùng vi khuẩn gây bệnh có trên hóa thạch, các chuyên gia của Trường Đại học Sheffield của Anh phát hiện thấy bệnh dịch hạch Black Death có nguồn gốc từ người Ai Cập cổ đại. Điều này khác với giả thuyết đưa ra trước đây cho rằng có nguồn gốc từ châu Á hoặc Bắc Phi. Các chuyên gia của Sheffield phát hiện thấy, trước đó hàng triệu năm dưới thời đế chế Byzantine, người ta đã thấy xuất hiện khuẩn gây bệnh tương tự. Bằng chứng khoa học đã tìm thấy khuẩn Yersinia pestis còn sống trong ruột của những người mắc bệnh. Đây là loài khuẩn cùng chủng với khuẩn gây bệnh Black Death ở châu Âu thế kỷ thứ 14, và nó được lan truyền qua bọ chét, phân của loài chuột. Triệu chứng của người mắc bệnh dịch hạch là sốt, ớn lạnh, xuất hiện các hạch bạch huyết to dần, sau đó đi vào phổi gọi là viêm phổi dịch hạch. Hiện nay, mầm bệnh dịch hạch vẫn đang tồn tại, lan truyền từ động vật sang người, chủ yếu từ bọ chét sống ký gửi ở loài gặm nhấm. Mức độ tử vong vì dịch rất lớn, chủ yếu ở Mỹ, Madagascar, Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Mỹ. Nhờ có những loại thuốc hiện đại mà 85% bệnh nhân qua khỏi. Theo các nghiên cứu của các chuyên gia Đại học McMaster Canada, hệ gen của khuẩn Yersinia pestis tiến hóa rất chậm nên đã gây cản trở y học tìm kiếm những phương pháp điều trị hiệu quả hơn. Thậm chí có nơi còn cho rằng khuẩn Yersinia pestis ít nguy hại nên dễ bị bỏ qua. Sự tiến hóa chậm của khuẩn Yersinia pestis là do nó chỉ phát triển theo chiều tuyến tính, trong khi khuẩn gây bệnh cúm influenza lại tiến hóa rất nhanh do quá trình tái hợp giữa các chủng đang tồn tại, nên mối nguy hiểm không nhỏ, tạo ra những dòng khuẩn cực kỳ nguy hại. Ví dụ, đại dịch cúm năm 1918 đã làm cho trên 50 triệu người trên thế giới bị thiệt mạng, con số này còn lớn hơn cả con số người bị chết trong chiến tranh thế giới thứ nhất, đặc biệt là nó tấn công cả những người lớn khỏe mạnh, chứ không chỉ ở nhóm người già và trẻ em. Do khuẩn Yersinia pestis tiến hóa nên các loại thuốc kháng sinh hiện có không còn tác dụng và làm cho các loại thuốc phòng ngừa khác trở nên kém hiệu quả hơn. Các chứng kiến nhiều trận đại dịch kinh hoàng như dịch tả năm 430 trước Công nguyên, đại dịch đậu mùa, dịch hạch Black Death, dịch cúm Tây Ban Nha, đại dịch AIDS, dịch cúm châu Á, dịch SARS và hiện nay là dịch cúm gia cầm AH5N1. Như vậy là bất chấp những tiến bộ về y tế nói riêng và xã hội nói chung, đại dịch vẫn liên tục phát triển và đang có nguy cơ trở lại. Vì lý do này mà mọi người dân không được chủ quan nên tăng cường công tác phòng ngừa, đặc biệt là công tác tiêm phòng vaccine và vệ sinh cá nhân. Và đó cũng là lời kết cho Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay. Xin chào và chúc quý vị những ngày cuối tuần khỏe mạnh, nhiều niềm vui.